giải trí đi con. Bé Huy, ông lão đó, ông lão gì bé Huy? Ông lão gì bé Huy? Hả? Ông lão gì? Hả? Ông lão gì chết á. Trời ơi. Con lại gì? Con lại gì? Hả? Bé. Bé hả? Còn mẹ con lại gì? Thiếu nữ. Phải không? Thiếu nữ xinh đẹp phải không? Thiếu nữ xinh đẹp á. Ờ. Còn con là thằng tiên tỷ tỷ. Mày á tầng thằng thiên. Trời ơi, trời đó. Mày luôn. Ai ai thằng tiên tỷ tỷ đâu? Bình Định đúng không? Ừ. Còn thằng ba là bác giới hả? Ai bác giới chỉ đi. Thằng nào bác giới? Rồi. Ai là bác giới đâu chỉ đi. Này nó sẽ lấy em nó lấy dịch tiết cho bà con của bác. Ai là bác giới? Ai bác giới? Bác giới đâu? Bác giới đâu? Ôi, ôi, mày luôn, trời ơi. Ẩm ơi. Giấy cục, giấy cục. Ông lão ơi. Đâu đó? Đâu đó? Đá mày con. Trời ơi. Ẩm này độc hại nha con. Ôi, ôi. Ẩm ơi nha. Ê. Ôi trời ơi, trời ơi. Sát xanh quá vậy. Ôi ôi ôi. Đạp đi. Đừng có ăn con đó con. Ôi ôi. Ăn có không? Dục vô cái thằng bác giới đi. Cái này phần âm nó vô bé. Quăng vô bác giới đi. Cái phần vô bé dễ thương á. Anh nó không. Ôi ôi. Đúng rồi. Ôi, dục đi. Quay. Cà cu cà cu. Dục đi, ba ba đang nấu thịt gà cho mà ăn kìa. Bây giờ là mua bia. Mua bia Sài Gòn nha. Có uống bia không? Là mày tiêu già đào ghi sổ già đào hoặc ghi sổ vô là mệt mày đó. Mày mua sai thì mẹ đâu tại già đào không mua thì sao chưa sư phụ không mua là cho hồn khỏi vô đây luôn tượng trưng cho cha mẹ mà bây giờ mình không mua sao có tiền lấy mua. Ừ, có nghĩa là sư phụ buồn hả? Không phải tượng trưng cho âm dương mà nếu mà vậy đủ âm dương thì không mua là âm dương đúng hả? Cái trà đào á gọi là âm còn bia gọi là dương á. Ôi sư phụ, ví dụ chiếc xe máy này gọi là gì sư phụ? Xe máy này nó cũng phải có âm dương chứ. Âm dương nó hả? Phải có mù ghi nó mày à, bữa nay mày cẩn thận nha, nụ con báo là bị si cu que đó. Bữa nay tới mày đó, mày tới đây đi, mày tào lao đi. Ờ sư phụ chắc không dám làm gì con. Một hồi nó cho mày quất mấy trượng đó để nè cây rồi khác mà đưa cho bản này khác nhẹ quá, cây nó nhẹ quá không sao, không đau đâu. Cái kia kìa phụ dễ thương cái bà thì mày dễ thương mày ra đây. Ủa, cho mày dễ thương sao chứ phụ trắng vậy chứ phụ chứ làm gì đâu đen khí tủ à qua hàng ngày phải tủ phải phải sửa phải rửa sạch hàng ngày cái thân này hình này một vợ ngồi đọc kinh xong rồi. Con người quốc nha. Thôi tao không né mày nữa. Né né đây nè. Né đi, tao không có ngồi để mày đâu. Không tạt nước cho ăn à. Mày đây là mày tới mày chưa biết. Chưa biết lục à. Chưa biết cái lực. Không được lộng không? Ừ. Chưa biết cái lực nấu tàu lao rồi một hồi nó rồi ăn đòn. Nhiều hành. Ăn đòn mọi người ngồi bên cạnh hương ké là mới tất. Ừ. Là mà vô đây là mày phải biết đục cái lực cho nó rõ ràng hả bà Định. Không biết lực ăn đòn quan mạng. Đừng có hỏi. Đó mày xong mày rồi. Xong rồi đó xong mày rồi mày xong mày rồi không biết là không có tội sao không biết luôn cũng phải im đừng có mà hỏi tào lao kinh kệ trong đây hả lại kinh là mê. Ừ. Không biết khí tủ là quang là dương khí còn kinh á nó không phải nằm trong dương khí tức là mê kinh diệu pháp liên hoa hả. Pháp liên qua gọi là pháp qua đã qua. Hiểu không? Cái phẩm 26 á, tức là quan thù sư lợi và phổ hiền. Cái phẩm 26 đó là phẩm chữa bệnh. Mà nhiều khi mọi người nhiều khi á, mê kinh thôi chứ chưa biết gì kinh và kệ cả. Hay quá. Chuẩn bị lên lửa rồi. Ừ.
dẹp mấy cái này đi, tôi chở nước, hết nước rồi. À. Anh em ơi, cút máy cho anh đi chở nước, lẹ lên. Cút máy, cút máy. Lẹ lên, lẹ lên. Nó đi chở nước, hết nước rồi. Bây giờ sư phụ sẽ đi lấy nước nha quý vị. Ôi rồi, hết nước rồi. Sư phụ sẽ cởi siêu xe đi lấy nước. Lấy nước bên bên quán hay gì sao bộ? Lấy đó đi cho gần, đi xa lắm. Đi xa mệt. Sư phụ sẽ cởi xe đi lấy nước nha quý vị. Rồi bữa giờ có đổ nhớt thêm vô chưa? Rồi, đổ rồi. Xe buộc quá rồi. Buộc để cho chạy nó đừng có tuột ra. Đó, bây giờ là ông lão sẽ đi lấy nước về để mà chế biến ẩm thực. Đấy là thêm thụng nữa hả? Chiều nay ăn hai con gà nghe quý vị. Hai gà bay ăn. Đồ chúng sinh. Buộc tóc. Dứt nó cái, dứt nó cái lại. Nó nói gì kìa? Ông nào là ông lão? Ông nào là ông lão hôm nay hả? Chết chết. Đi nước đi con ơi. Nước. Đứa này đi ra nước trong giọng ra. Cúng gì? Quá trời. Quá trời rồi. Quá trời rồi. Ông chở một đống nước kìa. Cúng gì? Cúng gì? Trời ơi. Nó kêu bằng cái đất á. Đấy đây. Đấy, buộc tóc lên nha, nhìn thấy thương không? Buộc tóc lên nhìn đẹp gái liền. Dạ đi vậy. Anh ơi đi hả? Vậy. Sư phụ từ đi. Sư phụ từ đi luôn hả? Từ đi mình, từ đi mình. Rồi né được, né được. Né hai bên đi. Ai lên đi với sư phụ kìa. Mẹ con nhà cứu bằng cái đất à. Trèo lên, trèo lên, đem mua nước ngọt kìa mấy. Né được, né được. Nó đi rồi. Thôi con. Trời ơi. Ở nhà đi con. Xuống nó kẹt xe luôn. Rồi, thôi bố chắc vô. Rồi bố chắc vô. Rồi lên đường đi lên nước. Bắt lại. Đi hành quân. Bắt lại. Đi hành quân. Bắt lại. Quay lại. Bắt lại. Mất bé lại. Bắt lại. Ra lấy nước. Đây. Đâu xa vậy? Nó đi xa. Nó tự đi xa lắm. Vừa mệt quá, vừa mệt quá. Lấy nước à. Nước về lục gà. Để đầu cho ông lão đi con. Để đầu luôn. Đây giỏi mọi người. Sư phụ đổ nước không, không là xe. Đổ nước lên xe luôn. Lấy nước lục gà. Chạy tóc chạy tóc cho ông lão mà. Làm gì vậy? Chạy tóc cho ông lão. Ông lão đừng xin nước, ông lão nước khí lắm nha. Tôi xe ông lão đủ bằng trợ nữa nè. Kê nó để bẻ răng. Lại cái kìa nó để răng mình nặng lại. Ba thùng. Thùng bao nhiêu đấy con? Cho nước nhỏ. Thùng 200.000. Bảo sinh mà. Đứa bé theo ba đi đổ nước mọi người. Còn cũng phải đắp lên nhìn sáng sủa đẹp gái hơn, cái mắt nhiều nhiều hoài mà. Để tóc cho ông lão, đẹp trai lên coi. Đứng đây có xíu mà điện thoại nó bụi hết mình luôn rồi. Lão kỹ lắm, đợi nắp rồi. Kệ gái chạy tóc cho ông lão nha mọi người.
quá là vui luôn, quá là cảm động. Đây ông lão chạy xe liếm bánh xe này, bơm một năm bánh xe hết hơi rồi ông lão ơi. Non xe non, xe non nhầm gì, hổm chạy lấp bê luôn à, xe thì két 100 nước. Trộm nước. Ông lão đi ăn trộm nước. Để luôn. Xe quá dữ rồi. Đi đâu đây? Chuẩn bị tinh thần nha. Mệt quá. Ô lỗi rồi các bạn. Bé nó cười ghê lắm mọi người. Rồi như lúc bánh xe hay sao nhỉ? Thôi rồi. Xẹp bánh xe rồi. Rồi. Rồi, có nước để làm ẩm thực rồi nha. Bé Huy bữa nay nó giỡn, nó vui lắm, nó giỡn nè. Nó vui lắm. Cắt y. Đây, bây giờ có nước để làm cơm chiều quý vị ơi. Sư phụ sẽ hướng dẫn cho mọi người cách gây bếp. Này giống như nấu thời ăn lăn ở lỗ ha. Sống này mới vui. Sống này nhiều khi là thú vị. Không ai dùng mạng internet. Về hưu. Đúng không? Bé Huy.